Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Còn Cộng sản, bi kịch cao nguyên còn tiếp diễn. Ngày 1 tháng 2, báo tiếng dân đăng bài Tây Nguyên, miền đất bất yên của tác giả Tử Năng Tiến. Tác giả nhắc lại gương trị an của vị quan Triều Nguyễn, tả quân Lê Văn Duyệt đối với người thượng tại cao nguyên bằng cách nghiêm trị viên quan đã sách nhiễu dân chúng. Tác giả bình luận, nếu học được theo gương trị an của Triều Nguyễn Hà Nội chắc chắn cũng đã phải chém ít nhất vài chục quan chức của họ ở Tây Nguyên. Tác giả liệt kê lại một số sự việc nghiêm trọng đã làm xáo trộn đời sống ở vùng đất này từ hai thập niên qua. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Ngày 6 tháng 9 năm 2002, một hãng thông tấn quốc tế loan tình, Việt Nam đã bắt giữ khoảng 30 người thượng sau khi họ tham dự vào một cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại làng sau, huyện Mơ Đắc, thuộc tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi được hỏi về biến cố này, ông Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã lắc đầu. Làm gì có biểu tình, bất ổn hay bắt bớ những người dân thiểu số trong thời gian gần đây? Không, tuyệt đối là không có. Tác giả cho biết, ông Lạng này từng trả lời phỏng vấn trên tờ Việt Mercury vào năm 2001 về những biến động xảy ra ở Đắk Lắk hồi tháng 2 năm 2001 cũng bày tỏ một thái độ thản nhiên tương tự Đấy chẳng qua chỉ là những vụ cãi vã giản dị về văn khế đất đai tại hai ngôi làng mà thôi. Con số của người biểu tình đã tăng lên là do sự thổi phồng của những tay cực đoan phản cách mạng. Theo tác giả, cái được ông Nguyễn Văn Lạng mô tả là những vụ cãi vã giản dị giữa hai ngôi làng. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy khác, gồm nhiều ngàn nông dân đã sử dụng vũ khí, phần lớn là cuốc sản và dao rửa để đấu tranh chống lại sự thối nát của đảng Cộng sản và những chính sách của chính phủ về chuyện đất đai và đây là hình ông Nguyễn Văn Lạng ở chính giữa và người Đắk Lắk sau đó ai cũng biết là Hà Nội phải huy động cả lực lượng công an cũng như bộ đội và đã sử dụng đến trực thăng để uy hiếp và truy lùng những kẻ đã tham dự vào những vụ cải vải giảng dị này hàng trăm người thượng đã bị bắt giữ hàng ngàn người khác đã bị truy nã họ đã chạy sang Thái Lan xin tị nạn tuy vậy tác giả bình phẩm ông chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk không bị xử tử, xử chém hay khiển trách gì ráo, mà còn được báo chí quốc danh, vinh danh là vị lãnh đạo xử lý bạo loạn bản lĩnh nữa chứ. Bởi vậy, vài năm sau, máu lại đổ ở Tây Nguyên vào lễ phục sinh ngày 10 và ngày 11 tháng 4 năm 2004, nên thường được gọi là cuộc thảm sát phục sinh. Vẫn theo tác giả, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng tất nhiên lại chói Việt Nam cực lực bác bỏ tin của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng một số người biểu tình đã bị đánh đến chết ngày 10 tháng 4 ở đường Phan Chu Trinh bên ngoài Buôn Ma Thuột trong các cuộc biểu tình cuối tuần qua. Và đây là hình bà con Tây Nguyên căng biểu ngữ tiếng Việt và tiếng ED để đòi lại đất. Tác giả nhắc tiếp một biến cố khác xảy ra vào năm 2011 với sự tham dự của 7.000 người dân bản địa Hồ Mông ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Hậu quả, Wikipedia cho hay, theo báo chí Đức, có ít nhất 40 người biểu tình, được cho là thủ lĩnh của người Hà Mông ở Điện Biên, đã bị công an bắt, trong đó có ít nhất là ba em nhỏ đã chết. Trong khi theo một viên nghiên cứu ở Mỹ, thì có ít nhất 63 người chết và hơn 1.000 người Hà chạy thoát vào rừng. Tác giả dẫn nhận xét ngắn gọn mà vô cùng chính xác của trang Bao Xích Việt Nam, đại ý là nếu thay thế hai từ Điện Biên bằng Tây Nguyên thì gạch bản xảy ra giống nhau y hệt. Tác giả kết luận, Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi. Đất đai, tôn giáo, chủng tộc, cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng và bị áp chế giả man, tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền, thay vì xét xử, nên bi kịch của Tây Nguyên nói riêng và Cao Nguyên nói chung, e sẽ còn dài nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Còn Cộng sản, bi kịch cao nguyên còn tiếp diễn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sử phạt nồng độ cồn trên mức 0% làm khó người dân. Ngày 31 tháng 1, AFA Tiếng Việt có bài Tăng cường xử phạt nồng độ cồn tác động không nhỏ đến lợi nhuận của các công ty bia rượu năm 2023. AFA cho biết lực lượng cảnh sát giao thông trong năm qua tăng cường xử phạt triệt để các tài xế có nồng độ cồn trong máu khi lái xe. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của các hãng kinh doanh bia rượu hay các quán nhậu bên cạnh sự thắt chặt chi tiêu của người dân. AFA dẫn lời một người lao động tự do ở Sài Gòn cho rằng uống một, hai ly bia không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, nhất là trong nội đô với tốc độ thấp. Tôi nghĩ phải có cái biện pháp gì đó để kiểm tra sự tỉnh táo của người lái xe. Ví dụ như sau khi bắt thổi vào máy đo nồng độ cồn, nếu thấy cao thì cho đi 10 bước theo đường thẳng hoặc đường zigzag mà không bị té hoặc cho cầm tay lái chạy một vòng mà vẫn thấy bình thường thì không nên phạt vì họ đủ khả năng điều khiển xe. Và đây là hình bài trên AFA. AFI dẫn thông tin từ báo cáo tài chính năm 2023 của một số công ty sản xuất rượu bia cho thấy tất cả các công ty này đều bị giảm sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận cũng giảm. Theo quan sát của người đàn ông kể trên, các quán nhậu ở khu vực Bào Cát, quận Tân Bình và hai bên bờ kè đường Trường Sa, Hoàng Sa kéo dài từ quận Bình Thạnh đến quận Nhất trước kia tấp nập khách hàng bất kể giờ giấc, nhưng gần đây rất vắng khách và nhiều chủ quán đã phải đóng cửa sang mặt bằng. về cảnh sát giao thông đóng chốt gần các quán nhậu này để kiểm tra nồng độ cồn của thực khách sau khi rời quán nhậu là nguyên nhân chính gây ra cảnh điều hiu của các nhà hàng, ông khẳng định. Theo AFA, Quốc hội Việt Nam trong tháng 11 năm 2023 đã ban thảo về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ Điều 8 của dự luật này nghiêm cấm việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Và đây là hình một quán nhậu vắng vẻ. AFA dẫn lời ông Nguyễn Quang Vinh, một sĩ quan quân đội đã về hưu ở Hà Nội cho rằng, quá đáng ở quy định nồng độ cồn của người lái xe phải bằng 0, thậm chí tôi từng biết có cậu tài xế sáng ra không rượu bia gì, chỉ vì ăn bắt bún riêu có dấm, bỗng bị kiểm tra nồng độ cồn cũng dính thế là bị phạt và giữ bằng lái. Như vậy là làm khó người dân khi tham gia giao thông rồi. Phải nói Nghị định 100 là rất mất dạy và không phù hợp. AFA dẫn lời kỹ sư Hoàng Cường, thành viên No UFC, sinh sống ở Hà Nội, cũng phản đối một cách gây gắt. Tôi ủng hộ việc hạn chế uống rượu bia khi lái xe, nhưng tôi phản đối kịch liệt việc chỉ cần một hàm lượng nhỏ cồn trong máu như vậy, thậm chí chỉ cần có thôi, tức là hàm lượng trên không, là đã bị xử phạt với một mức phạt tàn bạo. Và đây là hình một chốt kiểm tra nồng độ cồn. Bất kỳ điều lực nào của hiến pháp của một quốc gia được viết lên cũng hướng tới một xã hội tươi đẹp và văn minh, chứ không kể đến nghị định dưới luật pháp nhiều bậc. Bất kỳ điều lực nào viết lên mà không có nghiên cứu xã hội học, bị người dân phản đối đều là vi hiến. Mọi con người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình, mọi lúc, mọi nơi. Ông Nguyễn Quang Vinh thì cho rằng, Việt Nam nên học các nước văn minh trong việc xử phạt người có nồng độ cồn trong máu. Các quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ áp dụng vùng xanh với mức phạt từ 0,05%, tức 50mg trên 100ml máu, trong khi một số quốc gia khác quy định mức giới hạn cao hơn 0,08%, tương đương 80mg trên 100ml máu. AFA cho biết thêm, Henneken, nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam, đã hạ dự báo doanh thu năm 2023 chúng tôi gặp phải sự sụt giảm khá mạnh tại thị trường trọng điểm ở Việt Nam, giám đốc điều hành Rob Van Den Brink cho truyền thông quốc tế biết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin xử phạt nồng độ cồn trên mức 0% làm khó người dân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới